Tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Toyota thì nó gắn liền với những cái từ ví dụ như là nồi đồng cối đá này, hay còn gọi là Toyota thần thánh này. Bởi vì sao người ta được gọi là nồi đồng cối đá? Tại vì nó rất là bền bỉ. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 của tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Corolla Altis. Chiếc xe này là phiên bản 1.8G. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, đăng ký tên tư nhân để Hà Nội và đã lăn bánh được 11 vạn km rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, với 10 năm sử dụng mà chiếc xe mới lăn bánh có 11 vạn km thôi thì nó còn rất là đẹp, rất là mới ạ. Với những chiếc xe khác cùng phân khúc hoặc là thấp hơn, ví dụ như những con Vios chẳng hạn, hay là những con i10, Hyundai i10 chẳng hạn, là người ta hay chạy dịch vụ, có khi những con chạy taxi một năm chạy có khi lên đến 10 vạn km rồi. Nhưng chiếc xe Altis này là cá nhân sử dụng và những công chức sử dụng, người ta chỉ có dùng cho đi làm thôi, nhà cách cơ quan có vài cây, hàng ngày người ta chỉ đi làm và đi về thôi, cho nên là chạy rất ít, với 10 năm sử dụng mới có 11 vạn km thôi, cho nên chiếc xe này còn rất là đẹp, rất là mới ạ. Nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm chiếc xe Toyota Altis này thì xin quý vị các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Thu Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe trực tiếp, lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá chỉ hơn 300 triệu đồng thôi. Hơn 300 triệu đồng thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Toyota Altis 1.8 2010 này. Quý vị các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy chia sẻ clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất, để được xem những chiếc xe mới nhất của ô tô 360 chúng tôi update lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Sau đây chúng tôi sẽ quay giới thiệu với quý vị và các bạn chi tiết về chiếc xe Toyota Corolla Altis 2010 này. Mời quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây thì tôi sẽ quay một vòng quanh cho quý vị và các bạn cùng xem, để quý vị và các bạn xem thấy về cái phần ngoại thất của chiếc xe này nó còn mới và còn đẹp như thế nào đây. Đây là cái phần ngoại thất của chiếc xe sau 10 năm sử dụng thì chiếc xe này nó còn được đẹp như thế này đây, rất là bóng bẩy. Nếu như những chiếc xe mà đi mà không giữ gìn hoặc là chạy nhiều rồi thì là cái thân vỏ của nó cũng rất là kém. Đây, chiếc xe này là còn rất là đẹp đấy, tất cả còn rất là đẹp hết đấy. Thì chiếc xe này chủ xe là công chức sử dụng và mới chạy có 11 vạn km thôi, cho nên là tất cả nó còn rất là đẹp, nước sơn còn rất là mới, rất là bóng. Và cái tầm tiền là hơn 300 triệu đồng mà quý vị các bạn bỏ ra thì bây giờ mua cũng rất là khó. Chỉ mua được những chiếc xe i10 hoặc là xe Vios đời nó cao hơn một chút, nhưng mà đời cao hơn cũng chưa chắc nó đã đẹp hơn. Tại vì những chiếc xe đấy là nằm ở trong cái phân khúc mà người ta hay chạy dịch vụ hoặc là chạy rất là nhiều, cho nên là chất lượng của nó không còn được đẹp như này đâu. Với hơn 300 triệu quý vị các bạn bỏ ra mà được sử dụng chiếc xe ở cái phân khúc hạng C đẹp như thế này thì đúng là cái sự lựa chọn rất là hoàn hảo đấy. Đây là cái phần đầu, phần ba lần sốc trước của xe đây, tất cả là nó cũng còn nguyên bản hết ạ. Chưa có đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả, cho nên là nó còn rất là đẹp, tất cả còn in hết đấy. Về chất lượng của chiếc xe này thì còn tương đối là tốt, tại vì là chiếc xe chỉ có chạy có 11 vạn km thôi và là chủ xe đi cũng rất là giữ gìn, cho nên là nó còn rất là đẹp. Đây là cái bộ đèn pha của xe đây ạ. Bộ đèn pha của xe mặc dù chúng tôi cũng chưa có đánh bóng hay chưa làm gì đâu, nhưng mà tất cả nó cũng còn rất là đẹp. Chiếc xe này về chúng tôi cũng chỉ có đánh bóng về phần bên ngoài này và dọn dẹp nội thất máy móc, dọn dẹp cho nó sạch đẹp lại thôi, chứ còn chưa có phải đánh bóng cái đèn nữa. Đèn là còn nguyên bản hết đấy, tất cả còn nguyên. Nếu như mà đánh bóng đi bây giờ thì nó sẽ mới hơn rất là nhiều đấy. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Altis này là một cái cặp đèn gầm đây rồi ạ. Đèn gầm đã được trang bị đầy đủ hết rồi đây. Đấy là cặp đèn gầm mà Toyota đã cũng trang bị cho chiếc xe Altis 2010 này. Gương chiếu hậu cũng là gương gập điện và đã tích hợp xi nhan trên gương. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Altis 2010 này là cái nẹp cánh cửa đây. Nẹp cánh cửa nhìn chiếc xe này rất là khỏe khoắn. Đây là cái phần ba rờ sốc sau của xe, tất cả là chưa có bị đâm đụng hay là chưa va chạm gì đâu cả, cho nên là nó còn rất là đẹp. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp.
Đây là cái phần đèn hậu của xe. Đèn hậu cũng còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Đây là cái phiên bản Corolla Altis. Corolla Altis và là cái phiên bản 1.8G. Đấy, 1.8G đấy. Xe cũng đã được trang bị là cảm biến sau. Đây là những cái mắt cảm biến sau đấy ạ. Giúp chúng ta lùi có thể là an toàn hơn, căn chỉnh dễ hơn. Đây là cái dàn lốp của xe. Dàn lốp của xe thì chủ xe cũng đã thay một dàn lốp rồi. Tại vì từ năm 2010 đến năm 2015 đây. Đến năm 2015 thì chủ xe đã thay một cái dàn lốp này rồi. Và từ năm 2015 đến giờ chủ xe chạy rất ít, cho nên là cái dàn lốp 2015 mà nó còn dày như này đấy. Điều này chứng tỏ là chủ xe chạy cũng rất là ít từ 2015 mà cái dàn lốp này còn rất là dày. Chủ xe rất là cẩn thận này, bắn bảo vệ mặt gương này. Ngày xưa là những cái năm 2010 những cái mặt gương này hay bị ăn trộm lắm, bây giờ thì đỡ rồi. Chủ xe đã lắp bắn bảo vệ mặt gương này, lắp gương cầu để lùi cho nó dễ dàng này. Và đây là cái phần ốp chrome mà chủ xe đã lắp thêm để trang trí thôi. Rất là đẹp ạ. Đây là cái phần tem của nhà sản xuất đây ạ. Xe được sản xuất và lắp ráp tại Toyota Việt Nam đây ạ. Và được sản xuất năm 2010. Đây là cái tem đây, tem cánh cửa đây. Sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị về cái phần nội thất của chiếc xe ạ. Bước vào cái khoang nội thất này thì chúng ta cũng kiểm tra qua về cái cánh cửa trước bên lái cái đã, xem là keo chỉ còn nguyên không ạ. Đây, thưa quý vị và các bạn, tất cả keo chỉ là còn nguyên hết ạ. Keo chỉ còn nguyên, không mất một phân keo chỉ nào. Xem ốc bản lề có còn nguyên không nè. Đây là cái phần ốc bản lề này. Đây, ốc bản lề cánh cửa bên lái. Và đây là cái phần tabi. Tabi xe cũng đã được trang bị cái phần ốp vân gỗ cho cái cụm điều khiển lên xuống kính này rồi đấy. Nội thất còn rất là đẹp ạ. Chủ xe đi rất giữ gìn. Đây, đến từ cái bậc cửa nó còn chưa xước sát mấy như thế này. Cái phần nhựa này nếu như xước sát lên rồi thì không thể làm lại được đâu quý vị các bạn ạ. Những cái phần khác có thể sơn được, nhưng riêng về cái phần nhựa này thì không thể làm lại được đâu. Tất cả nhựa nó còn đẹp mới như thế này. Điều này chứng tỏ là chủ xe đi rất là giữ gìn, rất là cẩn thận đấy ạ. Và xe cũng đã được trang bị là gương gập điện đây ạ. Đây là cái nút gương gập điện. Và vô lăng của nó đây quý vị các bạn, 11 vạn, cho nên cái vô lăng nó còn đẹp như này. Cái vô lăng còn nguyên bản đấy nhé, chưa có sơn, chưa có làm gì đâu, chưa có làm lại vô lăng đâu. Và vô lăng cũng đã được tích hợp các phím điều khiển đây. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển từ vô lăng này, cần số này, tay phanh, tất cả nó còn rất là mới như thế này. Thì điều này là cái chạy 11 vạn là chuẩn. Chứ nếu như mà tua đồng hồ rồi thì nhìn những cái vô lăng cần số tay phanh này nó sẽ mòn đi rất là nhiều rồi. Nhìn là chúng ta có thể biết ngay, nó không cân đối với đồng hồ. Đây là cái phần ghế của xe đây ạ. Ghế cũng còn nguyên bản. Ghế còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Đây, cái má ghế này chạy nhiều hay không thì chúng ta nhìn cái má ghế này chúng ta biết ngay. Đây là cái phần táp đi cửa phía sau bên lái. Đây, chúng ta cũng xem qua về một cái vòng này, keo này, xem nó có còn keo chỉ còn nguyên bản hay không ạ. Đây, thưa quý vị và các bạn, keo chỉ còn nguyên bản hết đấy ạ. Không mất một phân keo chỉ nào cả. Táp bi thì rất là đẹp. Táp bi rất là đẹp, chưa có xước sát gì cả. Nếu như sử dụng nhiều thì chúng ta nhìn chúng ta biết ngay. Ốc bản lề cánh cửa đây, tất cả cũng còn nguyên bản hết ạ. Phần ghế da đằng sau này cũng còn rất là mới, rất là đẹp đấy. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Cái phần cốp sau là cái phần quan trọng nhất đây. Tôi sẽ mời quý vị và bạn cùng xem đẹp hay xấu, tai nạn hay không. Tai nạn hay đẹp hay xấu thì nó xem ở những chỗ toàn thể tổng thể của xe, nhưng bị đâm va từ phía sau hay không thì chúng ta phải để ý cái cốp này. Cái cốp này nếu như ốc mà nó còn nguyên bản như thế này, điều này chứng tỏ là cái cốp này chưa bị tháo ra. Tất cả là còn ốc mà còn nguyên như thế này, chưa có vết tháo này, thì điều này chứng tỏ cái ốc chưa tháo ra. Mà ốc chưa tháo ra thì keo chỉ chắc chắn nó lại sẽ còn nguyên. Đây, keo chỉ cũng còn nguyên. Ốc nguyên bản và keo chỉ mà còn nguyên bản như thế này, điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng, chưa bị va chạm từ phía sau. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay va chạm từ phía sau. Và phần cốp đây rất là mới, rất là đẹp.
chủ xe đi cũng ít để đồ, để những cái đồ nó nhẹ nhàng, cho nên là cái phần cốp nó còn rất là đẹp. Đây là cái phần mì cốp đấy, quý vị và các bạn xem cái phần mì cốp này đây. Đồ đạc này là toàn đồ quay của tôi thôi, chứ không phải là đồ của chủ xe đâu. Chủ xe có mỗi một cái bạt kia thôi ạ. Chủ xe có mỗi một cái bạt phủ xe thôi, chứ không có một cái gì cả. Mà tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Đây là cái phần cánh cửa phía sau bên phụ đấy ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ, chưa mất một phân keo chỉ nào cả. Phần táp bi cửa thì cũng rất là đẹp. Phần ốp vân gỗ này, phần cánh khóa cửa này, chưa có xước sát gì cả. Điều này chứng tỏ là chủ xe đi cũng rất là giữ gìn, cẩn thận đấy, cho nên là nó mới còn được đẹp như này ạ. Phần nội thất thì không phải bàn đấy rồi, quý vị các bạn xem thì quý vị các bạn có thể biết được, nó còn mới như thế này. Trần cũng sạch sẽ như thế này, trần còn sạch sẽ, nội thất còn mới như thế này, thì quả là chủ xe đi rất là giữ gìn ạ. Vì cái nội thất màu nó sáng màu như thế này, màu kem sáng màu như thế này, nó rất là bẩn, mà chủ xe giữ được nó sạch như thế này thì quả thật là tuyệt vời, rất là đẹp. Đây là cái phần táp bi cửa trước bên phụ cũng còn rất là đẹp ạ. Nó đẹp thì nó sẽ đẹp đều xe thôi quý vị các bạn. Nếu như một chiếc xấu thì nó sẽ xấu đẹp, còn đẹp thì nó sẽ đẹp đều, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết đấy. Từ những cái khóa này, khóa cửa này, ốc bản lề này, đây là cái ốc bản lề. Nó đẹp thì nó sẽ đẹp đều, mà nó xấu thì nó sẽ xấu đẹp. Tất cả còn rất là đẹp. Táp bi này, táp lô này. Đặc biệt là cái phần ghế bên phụ này, cái phần ghế bên phụ này còn rất là mới đấy. Chiếc xe này còn nguyên bản nha quý vị nhé. Nếu như xe mới quá thì nhiều quý vị và các bạn lại nghĩ là thợ về thay sửa chữa hết rồi. Nhưng không, đây tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi chỉ có đánh dọn đi thôi, chứ chưa thay, chưa sửa gì đâu. Một số chỗ xước tôi còn chỉ rõ cho quý vị và các bạn cùng xem cơ. Đây là cái phần táp lô của xe. Bước vào trong xe thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem đây. Đầu tiên là tôi vừa rồi tôi nói là chiếc xe này chạy 11 vạn rồi đây. Đây tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn cùng xem. Đúng là 11 vạn là 118718, tức là 118,000. Đấy, 118,000, sắp sang 12 vạn rồi. Và vô lăng thì nó còn mới, còn đẹp như thế này đây. Tất cả còn rất mới, rất đẹp như này đâu. Điều hòa này, đầu DVD đây. Chủ xe cũng đã lắp lên cái đầu DVD này, và có cả màn hình. Đầu DVD, màn hình giải trí đa phương tiện đây. Radio, FM, USB, có cái đầy đủ hết rồi. Và xe thì đã trang bị sẵn nguyên bản của xe là cảm biến lùi. Đây là cảm biến lùi đây ạ. Nếu như phần lắp thêm thì không bao giờ có như này. Còn nguyên bản của xe nó sẽ có cái phần hiển thị cảm biến lùi đây. Hộp số tự động đây. Vô lăng, cần số thì cần số còn rất là đẹp. Tay phanh cũng còn rất là đẹp. Táp lô cũng còn rất là đẹp. Tất cả còn rất đẹp hết đấy ạ. Đẹp đều của xe ạ. Vì chiếc xe này chạy có 11 vạn km thôi, chủ xe đi thì để giữ gì, cho nên nó còn rất là mới, mới đều của chiếc xe. Đấy. Tôi đảm bảo với quý vị và các bạn là đến xem xe thì ưng ngay, và với cái tầm tiền hơn 300 triệu thì không có sự lựa chọn nào tốt hơn đâu ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cái khối nồi đồng cuối đá đấy ạ. Vì sao nồi đồng cuối đá mà người ta hay dành cho Toyota đấy, thì đây chính là cái khối nồi đồng cuối đá đây. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Altis này là một động cơ 1.8 lít và động cơ VVTi rất là tiết kiệm nhiên liệu. Tôi giới thiệu qua cho quý vị và các bạn về cái phần động cơ xăng VVTi tiết kiệm nhiên liệu của chiếc Altis này thôi. Nhưng mà cái phần quan trọng nhất mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn ở đây không phải là cái phần động cơ này nó được thiết kế như thế nào hay là nó tiết kiệm ra làm sao, mà chúng tôi bán xe cũ, mục đích ở đây là chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem. Đầu tiên là xem keo chỉ cabo còn không đã này. Keo chỉ cabo, đây là cái phần keo chỉ cabo, tất cả của nó còn nguyên bản như thế này. Keo chỉ còn nguyên bản thì điều này là chứng tỏ chiếc xe này chưa bị đâm đụng hay là chưa bị ngập nước. Ốc tai này, đây là cái phần ốc tai của xe. Ốc tai này, tất cả các ốc tai, ốc xương đầu xe cũng còn nguyên bản như thế này. Đấy, tất cả ốc tai xuyên đầu, điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm, tất cả là còn nguyên bản hết. Và xem nó có bị ngập nước hay không, máy móc đã làm lại hay không thì quý vị của bạn thì xem qua đây ạ. Tôi quay chi tiết và sát lại cho quý vị của bạn cùng xem. Tuy rằng chiếc xe này những cái ốc của nó hơi kín một chút, nhưng mà tôi sẽ cố gắng quay cho quý vị của bạn xem đây, toàn bộ những cái ốc của xe để nó thấy được là nó còn nguyên bản, chưa bị tháo ra. Tất cả còn nguyên bản, chưa bị tháo ra thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có làm lại máy. Chưa làm lại máy thì đồng nghĩa với việc là chiếc
chiếc xe này chưa bị ngập nước, chưa bị tai nạn ảnh hưởng gì đến máy móc cả, cho nên máy móc nó còn nguyên bản. Và chiếc xe này chúng tôi dọn đi rồi, cho nên máy móc nó còn rất là sạch sẽ, đẹp đẽ. Tại vì sau 10 năm sử dụng, chủ xe không hay dọn máy, những cái phần khoang máy này thì ít người dọn đấy, cho nên là nhiều năm sử dụng rồi thì chúng tôi cũng sẽ dọn dẹp đi cho nó sạch sẽ, đẹp đẽ một chút. Tại vì là các cụ đã nói rồi, nhà sạch thì mát, tất cả cái máy móc nó cũng vậy thôi. Nếu như nó sạch sẽ, đẹp đẽ thì nó sẽ hoạt động trơn tru hơn, hoạt động tốt hơn. Sạch sẽ, đứt cáp nó đỡ bám vào máy thì là đi nó sẽ thoáng mái hơn, đỡ bị nóng máy hơn, đỡ hại máy hơn ạ. Đấy. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe Toyota Altis 1.8 2010 này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Altis 1.8 này, thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe trực tiếp và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy chia sẻ clip, hãy đăng ký clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà ô tô 360 chúng tôi update trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Quý vị và các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi. Rất là nắng nóng, với thời tiết đang nắng nóng như thế này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Thank you.